lên sóng mấy món trực tiếp khách hay đặt nhiều nên lấy về nhiều. Đây là tôm cuộn khoai tây nè, trứng gà non, chả giò, hải sản, bò viên gân, chả mực mía nè. Đây là bò viên gân nóng mới làm luôn. Này là chả giò hải sản, này chả giò, chả mực mía, chả mực giả tây. Này chả mực giả tây nè. Phô mai que nè. Nem chua rán, ốc chiên nhồi nướng, xúc xích tươi, nem lụi nướng còn mấy bịch nữa mà mình không có chỗ để nên lấy ít ra để sẵn. Đây là tôm tích còn vỏ nhé. Đây là chả ram tôm Đức Bình Định. Đây là mận cơm sốt Thái nha mấy bạn.